từ chúng tôi ạ. Dạ nghe rõ. Dạ nghe rõ. Đó ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Cảm ơn các chị, tôi đã nhận được thông tin ạ. Như chúng tôi đã trao đổi với anh chị từ những cái buổi đầu á, là với mục đích là bộ môn muốn đồng hành cùng các anh chị trong cái kỳ thi vào ngày 27 tháng 11 sắp tới á. Cho nên bộ môn mới tổ chức các buổi hướng dẫn về cách làm bài thi, rồi cách nộp bài thi để các anh chị làm quen dần, để đến lúc mà thứ bảy này chúng ta thi á, với cái kỳ vọng là các anh chị làm bài tốt đó, đó là cái kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi. Cho nên chúng tôi đã dành thời gian gọi là đồng hành cùng các anh chị giải đáp tất cả những cái thắc mắc có thể để các anh chị yên tâm có cái kỳ thi sắp tới. Thì đây là buổi cuối cùng đó. Cho nên có những vấn đề gì cần thắc mắc mà chưa được rõ thì các anh chị cứ trao đổi với chúng tôi. Thì cái buổi hôm nay á, bộ môn tin học tham dự có thầy Nguyễn Tiến Dũng, rồi lát nữa có lẽ có thầy Phạm Văn Hồng nữa, thầy cùng với tôi là thầy Nguyễn Trọng Hiến sẽ trả lời không? Để chốt lại làm sao cho học viên tự tin trong cái kỳ thi vào thứ bảy tới. Cho nên cho nên các anh chị cứ trao đổi đặt những câu hỏi. Hôm ngày thứ bảy vừa rồi á, thầy Dũng đã hướng dẫn các anh chị cách về nội dung, về cách thức chúng ta nhận đề thi, về cái cách chúng ta nộp bài. Rồi chúng tôi cũng đã hướng dẫn các anh chị cách làm bài thi ở dạng trắc nghiệm. Chúng tôi cảm thấy nó như vậy, những cái gì cũng cần truyền tải thì các anh chị chúng tôi đã truyền tải rồi đấy. Nhưng mà còn những cái thắc mắc gì nữa thì các anh chị cứ nêu trong buổi hôm nay để chúng tôi cố gắng giải đáp cho các anh chị. Học rồi hả? Alo, dạ thầy ơi. Vâng ạ. Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi, em còn chưa yên tâm cái phần mà nộp bài của cái bài thi làm bài bài trắc nghiệm thì em thấy được rồi. Còn cái bài thi thực hành á thầy, dạ là có một cái đường link xong rồi em tải về, download về phải không thầy? Rồi em copy qua cái Word hoặc là PowerPoint em làm xong, rồi em lại tải lên lại phải không thầy? Hôm trước thầy có hướng dẫn nhưng mà tụi em chưa có được thực hành đó, nên là em chưa yên tâm cái phần đó đó thầy. Thầy Dũng đã hướng dẫn các anh chị cách chúng ta nhận đề thi chưa? Thầy nó có một cái đường link mình download về xong mình cài về máy của mình, làm bài xong rồi gửi lên. Thì các anh chị đã thực hiện cái việc tải về và nộp bài chưa ạ? Em tải về em làm tại máy của em thử rồi, nhưng mà cái phần mà nộp bài thì em chưa biết cách. Dạ thầy vui lòng hướng dẫn thêm, mà em cảm ơn thầy. Vâng ạ, thì bao nhiêu anh chị chưa rành về cái thao tác mà tải đề thi và làm bài xong rồi á, nộp
cái bài làm. Thì bao anh chị nào mà chưa rành cái thao tác đó á, thì các anh chị ghi vào ô chat dùm chúng tôi là số 2. Nếu nhiều thì chúng tôi sẽ giải thích chung luôn. Còn nếu mà ít á, thì chúng tôi sẽ gom cái nhóm ít đó để giải thích riêng ạ. Dạ thầy ơi, với lại thầy cho em hỏi kỳ trước hôm vừa rồi em bận đi trực đó, cho nên là em muốn coi lại cái bài giảng hôm bữa nhưng mà em không biết link ở đâu hết thầy ơi. Dạ. Cái đầu tiên phần nhiều các anh chị ghi là số 2. Đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn để các anh chị thực tập lên một lần nữa về cái việc mà chúng ta tải cái dữ liệu đề thi về. Rồi cái công việc thứ hai là nộp bài làm. Vâng ạ, chúng tôi nhận được thông tin rồi. Còn cái buổi thứ bảy vừa rồi á, thì do trục trặc kỹ thuật, cho nên cái việc ghi á, cái file ghi á, nó không còn được lưu giữ nữa. Và nếu như học viên nào mà có ghi lại được cái buổi hướng dẫn của thầy Dũng á, thì kính mong các anh chị chia sẻ cho cả lớp. Đó, chia sẻ cho cả lớp để chúng ta cùng tham khảo, cùng ghi nhận những cái hướng dẫn trong cái clip bữa thứ bảy á, thì anh chị nào có thì chúng ta có thể bằng cách này hay bằng cách khác chia sẻ cho cả lớp, ở trong cái trong web của trường chúng ta có cái thông tin của lớp, địa chỉ email của tất cả các lớp chuyên khoa 1 á, thì nếu được thì các anh chị có thể có được cái đường link đó đó, ông này chia sẻ thông qua cái địa chỉ chung của các lớp chuyên khoa 1 đấy, thì tất cả các học viên nhận được. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là nếu anh chị có từng cái địa chỉ email bộ môn gửi á, thì đó bộ môn gửi hết tất cả khoảng 500, hơn 500 học viên của lớp chuyên khoa 1. Các anh chị chỉ cần vion, tức là trả lời tất cả, thì lúc này chúng ta cái trả lời lại cái email đó, thì email đó sẽ có địa chỉ của hơn 500 học viên. Nếu mà làm được vậy thì rất tốt. Cái link của buổi hướng dẫn nó sẽ được tới tất cả học viên của lớp chuyên khoa 1 chúng ta. Thì mong các anh chị giúp đỡ các anh chị còn lại. Vâng ạ, thầy giờ rồi cái phần thứ hai là chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách chúng ta nhận bài và nộp bài. Các anh chị chờ chúng tôi chuẩn bị khoảng vài phút ạ. Cách chúng ta làm nhé, có hai bước. Bước thứ nhất, dạ thầy ơi, không nghe rõ tín hiệu và cái chia sẻ màn hình bên thầy nữa rồi. À vâng ạ, cái đường truyền nó bị yếu ạ.
Dạ vẫn chưa nghe thấy à thầy ạ. Vâng, anh chờ tôi chút, tôi điều chỉnh lại ạ. Chúng tôi tạm thời đưa ra 4 bước thế này để các anh chị hình dung về cách chúng ta làm đề thi thực hành. Các anh chị đều quan sát được ở trên màn hình đúng không ạ? Dạ quan sát thấy rồi. Vâng ạ, thì các anh chị nhớ. Vâng ạ, tạm nhớ cho chúng tôi 4 bước. Bước thứ nhất, các anh chị mở link đề thi thực hành. Bây giờ chúng ta làm cái bước thứ nhất này này. Mở link đề thi thực hành đi. Chúng tôi gửi thử nhé. Rồi, các anh chị thực hiện bước 1 đi. Mở link đề thi thực hành. Thì lúc này á, các chị mở ra thử đi. Chúng ta thấy cái giao diện như thế nào. Đấy, chúng tôi mà click vào cái link mà vừa được gửi á, thì các chị sẽ thấy cái chữ như vậy đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Vâng, các chị thấy tới đây dừng lại đi. Chúng ta đi từng bước vào. Anh chị mà nào mà làm xong được cái bước thứ nhất á, tức là chúng ta kết thúc cái bước thứ nhất là mở link đề thi á, thì các anh chị nhấn dùm tôi chữ F1 đấy ạ. Tức là kết thúc cái bước thứ nhất. Tức là ghi vào ô chat chữ F1 á, đúng rồi. Kết thúc bước thứ nhất, chúng ta qua bước thứ hai. Dạ rồi, như vậy là tốt rồi. Rồi, xong bước thứ nhất. Rồi tới bước thứ hai, tải dữ liệu về. Tải dữ liệu về. Thì các anh chị để chỗ này này. Có cái chữ này. Tải tập tin dữ liệu. Tải. Tải cái tập tin dữ liệu. Đấy, có cái chữ đấy. Đó. Vào liền là thấy liền. Thì lúc này á, các thầy sẽ tạo thêm một cái đường link nữa đấy. Chúng ta click vào cái đường link này, này để tải dữ liệu về máy. Click vào nhé.
Rồi các anh chị click vào đi để chúng ta đi tiếp. Ừ. Thầy ơi, sao em thấy có tải dữ liệu thôi mà đâu có thấy cái đường link nữa thầy. À, thầy vào được chưa? Em chưa vào được. Thì trên cùng có. Thầy tải lên không thầy? Ra được cái chỗ này chưa? Chúng tôi làm lại cái bước 2 chưa, này. Chưa được thầy. Chưa được. Vâng. Thì mở đề đi ra chúng ta thấy cái link này chưa? Thấy cái link này chưa? Chúng tôi tem màu đen, màu xanh này. Rồi. Bên đầu, bên đoạn đầu. Đúng rồi, đầu tiên là vô liền mở ra là thấy liền. À, đừng có đọc mấy chữ này. Cái này này chữ xong. Đó. Phải về cái đó rồi chúng tiếp. Rồi các anh chị thấy link rồi á thì click vào đường link ấy. Đó, click trên đằng chỗ chuột ở đây click vào. Đó. Nó mở ra một chuyện cái này này. Và thấy được mấy cái file này chưa? 4 file. Dạ rồi. Vâng vâng. Anh chị nào mà xong được cái chỗ này á là mới được một nửa của bước 2 thôi. Đây, tất cả đều thấy được 4 cái file này thì đề thi nữa cũng cho 4 cái file như vậy. Các anh chị click chuột phải chưa? Đang chúng tôi làm lại thao tác này này, quét chọn hết, bắt đầu click chuột, đặt con trỏ chuột trong cái khu vực này này. Đó. Nó dễ, có nhiều cách làm nhưng chúng ta chọn cái cách nào dễ nhất. Rồi click chuột phải, chữ download. Rồi, download, nó đang tải xuống đây. Tùy vào tốc độ máy, tải nhanh hay chậm. Đấy, xong rồi đấy. Và lúc này nó tải xuống đây rồi. Nghe không? Và đó, nó tải về máy rồi nhé các anh chị. Bây giờ tìm cách lấy ra để làm bài. Các anh chị tới đây chưa? Nó đang nằm ở góc bên trái này nè. Bây giờ chúng ta lấy ạ. Đây, coi nó nằm chỗ nào. Rồi, các anh chị click con trỏ chuột vào chỗ này. Cái mũi tên đấy. Coi nó hiển thị trong cái folder nào. Đúng không? Đây. Nhìn chung là chúng ta đi tải dữ liệu về đều theo cái cách chung như vậy. Và thấy được cái file này rồi á, nghĩa là click chuột phải, cắt hoặc là copy. Đó, chúng tôi thấy copy nó hay hơn. Copy. Rồi đặt vào desktop. Đặt vào chỗ nào cũng được, phải không? Ổ đĩa C gì đó thì nó hay hơn. Ví dụ ở đây chúng tôi đặt vào desktop. Vâng, đặt vào đây này. Vào desktop thì không? Tắt vào. Thì nó ra đây. Đấy. Các anh chị thực hiện cái thao tác đó đi. Làm xong được cái này là ổn rồi đấy.
Rồi, thế thì bây giờ chúng ta đã lấy được cái file dữ liệu về trong cái máy tính của chúng ta rồi này. Không, chọn cái vị trí đặt. Sau đó giải nén ra.